안녕하세요. Xin chào các bạn, mình là Thanh Hà. Xin chào các bạn, mình là Mickey. Thanh Hà và Mickey rất vui được gặp lại các bạn trong mùa 3 của chương trình Cùng Nói Tiếng Hàn. Chương trình được hợp tác sản xuất bởi VTV7 và Học viện Kinh Sejong. Ở tập trước, chúng ta đã làm quen và tìm hiểu về súc tam là các câu tục ngữ trong tiếng Hàn. Đúng vậy, chúng ta đã tìm hiểu về một số câu tục ngữ trong tiếng Hàn sử dụng hình ảnh động vật để biểu đạt. Hy vọng là các bạn đã trang bị cho mình một số câu thông dụng đảm bảo là khi sử dụng với người Hàn Quốc thì họ sẽ trầm trồ lên cho mà coi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề tục ngữ Hàn Quốc, nhưng chất liệu của các câu tục ngữ này sẽ là về các bộ phận trên cơ thể người. Nghe có vẻ rất là thú vị đúng không các bạn? Chúng ta hãy cùng đến với bài học của ngày hôm nay nhé. Let's go! Yeah! "내가 어색하자고 했잖아. 잔소리 그만하고 빨리 찾기나 해. 너희들 지금 뭐해? 오늘은 어디 놀러 안 가? 안녕하세요. 안녕하세요. 어디 놀러 가? 우리 지금 숙제하는 중이야. 숙제? 무슨 숙제인데 그렇게 열심히 해? 응? 자, 봐봐. 아, 사람의 신체와 관련된 한국어 속담. 우리도 이 숙제를 했는데, 그치? 응. 작년에 했지. 좀 어려웠어. 진짜요? 그럼 도와주세요. 누나도 너무 어려워요. 언니 도와줘. 오늘까지 내야 해. 뭐? 오늘까지 내야 하는데 아직도 안 했어? 아니, 어제부터 하려고 했어. 근데 생각보다 어렵네. 정말 발등에 불이 떨어졌구나. 네? 불이요? 불이 어디에 있어요? 그게 바로 속담이야, 바보야. 불이 여기 발등에 떨어진다고. 그게 무슨 뜻이야? 일어나봐. 발등에 불이 떨어지면 어떨 것 같아? 뜨겁겠지? 빨리 불 꺼야 되겠지? 그러니까 어떤 일이 아주 급하고 절박하게 닥친 상황에서 사용하는 말이야. 뭐해 안 적어? 숙제 안 할 거야? 아, 맞네. 발등이 사람 신체니까? 신체와 관련된 속담이 맞네? 언니들 최고! 또 먹었어? 눈에 콩깍지가 씌었다. 네? 눈에 콩... 뭐예요? 눈에 콩깍지가 씌었다. 아, 눈에 콩깍지가 씌었다. 무슨 뜻이에요? 앞이 가려 사물을 정확하게 보지 못함을 비유적으로 이르는 말이야. 아, 이렇게 눈 앞을 가리니까 앞을 제대로 보지 못한다는 뜻이구나. 그렇지. 만약 우리 혜영이가 어떤 남자와 사랑에 빠져서 그 남자만 보이고 다른 것이 보이지 않는 상황이 된다면 그럴 때 사용할 수 있는 표현이야. 언니, 저는 안 그래요. 그냥 예를 든 거야. 아, 됐어요. 몇 개 더 알려주세요. 새치 혀가 사람 잡는다? 엥? 혀가 사람을 잡는다고? 도마뱀이야? 와. 야, 장난하지 마. 이 말은 새치밖에 안 되는 짧은 혀라도 잘못 놀리면 사람이 죽게 되는 수가 있다는 뜻으로 말을 함부로 해서는 안 된다는 뜻이야. 말을 할 때
조심해야 한다는 의미야, 아가야. 나 아가 아니거든? 언니는 아는 속담이나 관용구 더 없어? 야, 나 타나야. 당연히 있지. 그럼 빨리 말해봐. 폰만 찾지 말고. 어? 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 어? 왜요? 땅을 사면 배가 왜 아파요? 남이 잘 되는 것을 기뻐해주지 않고 오히려 질투하고 시기하는 경우를 비유적으로 이르는 말이야. 혜영이도 그랬잖아? 내가 먼저 한국에 유학을 왔을 때 막 짜증을 내고 삐졌었어. 그랬지, 아까야? 나 아니거든. 동생 놀리지 마. 빨리 숙제 끝내고 밥이나 먹으러 가자. 자, 발등, 혀, 눈, 배 나왔으니까 입! 아, 입! 자, 입에 쓴 약이 몸에 좋다. 어때? 어때? 오, 그것도 있구나. 베트남어 일도 비슷한 말이 있어. 아, 그래요? 무슨 뜻이에요? 약을 먹으면 맛이 쓰지. 네네네. 근데 그 쓴 약을 먹어야 병도 낫고 건강을 좋듯이 자기에 대한 충고나 비판이 당장은 듣기에 좋지 않지만 그것을 달게 받아들이면 자기 소양에 이롭다는 뜻이야. 아, 이해했어요. 그럼 다 듣지? 다 먹으러 가자. 배고파, 배고파서 죽겠어. 하나 더. 하나만 더 하면 끝이야. 배고파서 생각이 안 난다. 누나, 파이팅! 다 하면 오늘 제가 치킨 살게요. 진짜지? 한 입으로 두 말하기 없기다. 당연하죠. 저 아르바이트비 받았거든요. 아, 근데 방금 한 말도 관용어 아니에요? 말을 하면 바꾸지 말라는 뜻이죠? 맞죠? 오, 맞네. 역시 나 천재야. 언니는 치킨 생각하니까 갑자기 똑똑해진 거겠지? 자자자, 그럼 숙제 다 한 거지? 빨리 정리하고 치킨 먹으러 가자. 끝났어요. 오이, mấy em mới qua một học kỳ thôi mà học cũng khó nhờ nhỉ? Ôi, nghe bảo là sắp thi topic nên là đang miệt mài ôn thi. Bài thi topic là hay có mấy cái thành ngữ tục ngữ lắm đấy. Ồ, nhưng mà kỳ thi topic lần trước của chúng ta cũng có xuất hiện rất nhiều những biểu hiện đấy đấy. Bây giờ chúng ta cùng xem trong đoạn hội thoại vừa rồi có những câu thành ngữ tục ngữ tiếng Hàn nào đã được đề cập đến nhé. Hey, ông và Su Hào đang phải làm bài tập là tìm các câu tục ngữ trong tiếng Hàn Quốc mà có sử dụng từ liên quan tới các bộ phận trên cơ thể con người. Mình và Hayuni qua và quyết định cùng hỗ trợ cho hai em ý làm bài. Và câu đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là 발등에 불이 떨어지다. 발등 là mu bàn chân. Câu này dịch nghĩa đen sẽ là lửa rơi trên mu bàn chân. Ôi, nghĩ mà tưởng tượng ra là than cháy mà rơi vào mu bàn chân là đã phải nhảy tưng tưng lên rồi. Đúng rồi đấy, cũng giống như Hyeong với cả Su Hào ấy. Ai đợi bài tập giao cho cả tuần rồi, tới ngày mai phải nộp mà các em ý mãi chơi không chịu làm, chờ lửa rơi vào chân mới cuống lên. Ồ, câu này có phải là giống với câu nước đến chân mới nhảy đúng không? Đúng rồi nha. Câu mà Miki vừa nói có ý nghĩa tương tự như câu tục ngữ 발등에 불이 떨어지다 của tiếng Hàn. Thú vị, rất là thú vị đúng không mọi người? Tiếng Hàn thì sử dụng từ lửa, người Việt mình thì sử dụng từ nước để biểu hiện cùng một sắc thái ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này nhé. 내가 어제 하자고 했잖아. 잔소리 그만하고 빨리 찾기나 해. 너희들 지금 뭐해? 오늘은 어디 놀러 안 가? 안녕하세요. 안녕하세요. 어디 놀러 가? 우리 지금 숙제하는 중이야. 무슨 숙제인데 그렇게 열심히 해? 응? 자, 봐봐. 아,
사람의 신체와 관련된 한국어 속담. 우리도 익숙제를 했는데, 그치? 작년에 했지. 좀 어려웠어. 진짜요? 그럼 도와주세요. 누나도 너무 어려워요. 언니 도와줘. 오늘까지 내야 해. 뭐? 오늘까지 내야 하는데 아직도 안 했어? 아니, 어제부터 하려고 했어. 근데 생각보다 어렵네. 정말 발등에 불이 떨어졌구나. Câu thành ngữ tiếp theo cũng có liên quan tới bộ phận trên cơ thể con người mà các bạn đã tìm ra, đó chính là 눈에 콩깍지가 씌었다. 눈에 콩깍지가 씌었다. 네? 눈에 콩 뭐예요? 눈에 콩깍지가 씌었다. 아, 눈에 콩깍지가 씌었다. 무슨 뜻이에요? 앞이 가려 사물을 정확하게 보지 못함을 비유적으로 이르는 말이야. 아, 이렇게 눈 앞을 가리니까 앞을 제대로 보지 못한다는 뜻이구나. Ở đây chúng ta có không cắt chi có nghĩa là vỏ hạt đậu, chi tà là che phủ. Vậy thì nghĩa đen của câu này sẽ là vỏ hạt đậu che mắt. Vỏ hạt đậu mà che mắt kể ra thì cũng hơi bé bé, không đáng kể đúng không? Nhưng nó sẽ khiến ta nhìn mờ mờ, ảo ảo đúng không các bạn? Vì thế mà câu này thường dùng để ám chỉ một người, một ai đó vì quá yêu một ai đó mà không thể nhìn người ấy một cách khách quan nữa mà cứ si mê mọi thứ về người đó. Thanh Hà của chúng ta hình như cũng vậy sao nhỉ? Còn lâu nha. Tớ là một con người rất là lý trí, không bao giờ để ba cái thứ tình cảm viển vông, vớ vẩn làm che mắt mình đâu. Ok, thế thì cho Hà xem một bức ảnh của Jungkook nhá. Được. Ui, hấp dẫn. Không, 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 Hà lý trí. Hà lý trí mà, nhưng mà, ôi, ảnh này cho Hà xin nhá. Hà xin, Hà lý trí lắm, nhưng mà Hà chỉ ngắm một tí thôi. Ôi, lý trí lắm đấy, nhưng mà không thể làm mà dừng mắt. Hà ơi, tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta nào. Hà của chúng ta chính là biểu hiện của 눈에 콩깍지가 씌었다 đấy các bạn ơi. Nhớ câu này nhé. Và ngay sau đây, để dễ hình dung, các bạn hãy xem ví dụ sau và cách sử dụng câu này nhé. 잘 생각해봐. 내가 볼 때 그 남자는 별로 좋은 사람 같지 않아. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Tớ thấy anh ta có vẻ không phải là người tốt đâu. 나도 진짜 내 마음을 모르겠어. 지금은 눈에 콩깍지가 씌어서 그런지 그 사람을 위해서 뭐든 해줄 수 있을 것 같아요. Tớ cũng thực sự không hiểu nổi mình nữa. Bây giờ có lẽ là vỏ hạt đậu che mắt nên dường như tớ có thể làm mọi thứ vì anh ấy. Đấy, thế mà tỏ ra là mình là một người rất là lý trí. Cuối cùng cũng bị chữ tình làm mở mắt thôi đúng không Hà? Nhưng mình đang lấy ví dụ cơ mà, không phải à? Ở lại có ảnh mới đây. Đồ ảnh này cũ rồi. Từng lừa người ta được à? Thôi được rồi, ngay sau đây chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo nhé. 새치 혀가 사람 잡는다? 엥? 혀가 사람을 잡는다고? 도마뱀이야? 와, 야, 장난하지 마! 이 말은 새치밖에 안 되는 짧은 혀라도 잘못 놀리면 사람이 죽게 되는 수가 있다는 뜻으로 말을 함부로 해서는 안 된다는 뜻이야. 말을 할 때 조심해야 한다는 의미야, 아가야. 나 아가 아니거든? Trong câu 새치 혀가 사람 잡는다 thì 치 là một đơn vị đo lường của người Hàn Quốc. Một 치 sẽ khoảng 3cm. Câu này dịch nghĩa đen sẽ là lưỡi ba chi mà bắt được người. Cách nói này khuyên là không được ăn nói bừa bãi với ý nghĩa rằng cái lưỡi chỉ dài không quá ba chi, nhưng trêu đùa bậy bạ thì cũng có thể bị nguy hiểm nữa đấy. Chúng mình hãy thử lấy một câu ví dụ nhé. Vicky, Huy Hân thề, 다른 여자가 생겼대. Dạ. 새치 혀가 사람 잡는다고 그런 말도 안 되는 소문 함부로 내고 다니지 마. Đó là tớ với Miki vừa đưa ra ví dụ thôi các bạn nhé. Một câu tiếp theo cũng đề cập về việc ăn nói, đó chính là 한 입으로 두 말하기.
Câu này thì mình nghĩ cũng khá dễ hiểu đúng không? Một miệng mà nói hai lời, ý chỉ những người ăn nói hai lời, trước sau bất nhất, lúc thì nói thế này, lúc lại nói thế khác. 그럼 다 됐지? 다 먹으러 가자. 배고파, 배고파서 죽겠어. 하나 더. 하나만 더 하면 끝이야. 배고파서 생각이 안 난다. 누나, 파이팅! 다 하면 오늘 제가 치킨 살게요. 진짜지? 한 입으로 두말하기 없기다. 당연하죠. 저 아르바이트비 받았거든요. 아, 근데 방금 한 말도 관용어 아니에요? 말을 하면 바꾸지 말라는 뜻이죠? 맞죠? 오, 맞네. 역시 나 천재야. 언니는 치킨 생각하니까 갑자기 똑똑해진 거겠지? Su Hào nói là nếu làm xong bài tập thì em ấy sẽ khao gà rán. Nên mình mới buột miệng nói rằng 한 입으로 두 말하기 없기, nghĩa là không được nói hai lời. Chúng ta sẽ lấy thêm một vài ví dụ tình huống sử dụng câu tục ngữ này nhé. 나는 그가 나중에 한 입으로 두 말하지 못하도록 그의 말을 녹음했다. Tôi đã ghi âm lại để sau này anh ta không thể một miệng hai lời được nữa. 너 한 입으로 두 말하기야? 어제 같이 점심을 먹을 때 분명히 간다고 했잖아. 꼴레 một miệng hai lời rồi. Hôm qua lúc ăn trưa rõ ràng đã bảo đi rồi cơ mà. Chúng ta hãy cùng xem lại đoạn hội thoại để cùng khám phá những câu từ ngữ tiếp theo nhé. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 어? 왜요? 땅을 사면 배가 왜 아파요? 남이 잘 되는 것을 기뻐해 주지 않고 오히려 질투하고 시기하는 경우를 비유적으로 이르는 말이야. 혜영이도 그랬잖아? 내가 먼저 한국에 유학을 왔을 때 막 짜증을 내고 삐졌었어. 그랬지, 아까야? 나 아니거든. Trong tiếng Hàn Quốc, 배가 아프다 không chỉ mang ý nghĩa là đau bụng, mà người Hàn thường dùng cách nói này để thể hiện ý nghĩa ghen ghét đố kỵ một ai đó. Câu thành ngữ 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 có nghĩa là không những không vui cho chuyện tốt của người khác mà ngược lại còn ghen ghét và đố kỵ. Hễ cứ ai khấm khá là đem lòng ghen ghét. Ô, giống như ở Việt Nam có cái từ gato, gato đúng không? Gato thì có nghĩa là ghen ăn tức ở đúng không? Đúng rồi đấy. Khi muốn nói câu bạn gato à hay là cậu ghen ăn tức ở với tớ à thì chúng ta có thể nói là 배가 아파? Nhưng mà tất nhiên là phải đặt trong hoàn cảnh nói phù hợp nhé các bạn. Đúng rồi, không có lại đau bụng thật thì sao đúng không? Ừ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu tục ngữ cuối cùng trong đoạn hội thoại này nhé. 발등 형 눈 배 나왔으니까 입 아, 입! 자, 입에 쓴 약이 몸에 좋다. 어때? 어때? 오, 그것도 있구나. 베트남어 일도 비슷한 말이 있어. 아, 그래요? 무슨 뜻이에요? 약을 먹으면 맛이 쓰지. 네네네. 근데 그 쓴 약을 먹어야 병도 낫고 건강을 좋듯이 자기에 대한 충고나 비판이 당장은 듣기에 좋지 않지만 그것을 달게 받아들이면 자기 소양에 이롭다는 뜻이야. 아, 이해했어요. Câu này thì mình đã giải thích rất là rõ ràng rồi đúng không các bạn? 입에 쓴 약이 몸에 좋다. Tương tự như câu thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng trong tiếng Việt. Đây là cảm giác nghe rất là gần gũi. Đúng vậy, Việt Nam và Hàn Quốc vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Có lẽ vì vậy mà các câu thành ngữ, tục ngữ trong ngôn ngữ của hai nước có rất nhiều điểm giống nhau đấy các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe cô giáo Hàn Quốc phát âm nhé. 안녕하세요. 한국어 선생님 유은지입니다. 오늘도 열심히 발음 연습해 봅시다. 발등에 불이 떨어지다. 발등에 불이 떨어지다. 정말 발등에 불이 떨어졌구나.
정말 발등에 불이 떨어졌구나. 눈에 콩깍지가 씌었다. 눈에 콩깍지가 씌었다. 새치혀가 사람 잡는다. 새치혀가 사람 잡는다. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 입에 쓴 약이 몸에 좋다. 입에 쓴 약이 몸에 좋다. 한 입으로 두 말하기. 한 입으로 두 말하기. 여러분 아주 잘하셨어요. 또 연습해 보세요. 그럼 tiếp theo, chúng ta sẽ đến với trò chơi đố vui với các câu thành ngữ tục ngữ tiếng Hàn nhé. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành một câu tục ngữ tiếng Hàn. 누워서 점점점 먹기. A. 밥. B. 물. C. 떡. D. 빵. 정답은 C. 떡입니다. 누워서 떡 먹기. 맞아요. 정답. 오, 남 ăn bánh tóc. Đây là một câu tục ngữ dùng để chỉ một việc cực kỳ dễ dàng. Giống như ta nói dễ như ăn bánh hay dễ như ăn kẹo trong tiếng Việt. Câu tiếp theo là khó hơn này. 시간은 점점점 이다. A. 돈. B. 밥. C. 물. D. 금. 정답은 D, 금입니다. 맞나요? 맞습니다. Thời gian là vàng. Đây có lẽ là một câu tục ngữ thông dụng trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam và Hàn Quốc. Câu cuối này thì Hà sẽ hỏi Mickey nha. Câu cuối cùng sẽ là một câu tục ngữ miêu tả ý rằng dù có giỏi giang đến mấy hay là chuyên gia ở lĩnh vực nào thì cũng có lúc mắc sai lầm. Các bạn hãy xem nhé. 점점점 또 나무에서 떨어질 때가 있다. A. 사람. B. 고양이. C. 다람쥐. D. 원숭이. 아, 제 정답은 D. 원숭이. 오. 맞아요. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다. Thì cũng có lúc ngã khỏi cành cây. Đúng không? Đúng rồi. Câu tục ngữ tiếng Hàn này thì có ý nghĩa khuyên răn rằng là không nên tự cao tự đại, nên khiêm tốn vì giỏi đến mấy cũng có thể có lúc sai lầm. Và trong tiếng Việt chúng ta cũng có câu tương tự là thánh nhân còn có lúc sai lầm. Tôi 아는 속담은 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다입니다. 뜻은 나보다 더 나은 사람이 있기 때문에 더 실력이 나은 사람이 있기 때문에 겸손해야 한다는 뜻입니다. 제가 알고 있는 속담은 윗물이 맑아야 아랫물도 맑다입니다. 속담의 뜻은 예를 들어서 선배님들이 모범을 보여야 후배들도 모범을 보일 수 있다는 뜻입니다. 제가 아는 속담은 가는 말이 와야 오는 말이 곱다입니다. 이 속담의 뜻은 제가 하는 말이 아름다워야 저에게 오는 말도 아름답다는 뜻입니다. 오늘 소개할 속담은 누워서 떡먹기입니다. 그 뜻은 누워서 떡먹는 것처럼 아주 쉽다는 얘기입니다. 제가 아는 속담은 발 없는 말이 천리 간다인데요. 이 속담의 뜻은 소문도 빨리 퍼지기 때문에 말 조심해야 된다는 말입니다. 네,
vậy là 30 phút của bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hôm nay chúng ta đã tiếp tục bài học về thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn với các câu nói có chứa các từ chỉ bộ phận trên cơ thể con người. Ngoài ra thì trong các phần sau đó, chúng ta đã biết thêm nhiều câu thành ngữ, tục ngữ thú vị khác, phải không nào các bạn? Có một điều thú vị là có rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn có sắc thái, ý nghĩa giống với tiếng Việt, kể cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Điều này càng chứng minh cho sự tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Hà và Miki hy vọng rằng từ những điều thú vị đó, các bạn sẽ ngày càng yêu thích và đam mê hơn với tiếng Hàn. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của chương trình Cùng Nói Tiếng Hàn, chương trình được sản xuất bởi VTV7 và Học viện Kinh Sê Trông. Annyeong!